Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày mai, ngày 11 tháng 2. Giá xăng thế giới những ngày qua cũng đã có những xu hướng tăng mạnh. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 2 tăng so với kỳ tính giá trước đó. Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là 105,4 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 107,18 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu cũng tiến sát mốc là 110 đô la Mỹ một thùng. Dự đoán nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn và thuế phí, xăng E5 RON 92 có thể tăng hơn 1.000 đồng một lít.